Hòa chung với khí thế rộn ràng ngày hội tòng quân trong toàn tỉnh, sáng nay tại quảng trường huyện Mộc Châu, lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Mộc Châu được tổ chức trong không khí phấn khởi, ấm áp những ngày đầu xuân Quý Mão. Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân đến cũng là lúc hàng ngàn hàng vạn thanh niên ưu tú của Việt Nam lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, và chỉ còn ít phút nữa tại quảng trường huyện Mộc Châu sẽ diễn ra sự kiện lễ giao nhận quân, và chúng ta đang được hòa mình vào trong không khí sôi động nhưng rất đỗi tự hào này. Ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội tòng quân đã rộn rã khắp các tuyến đường hướng về trung tâm hành chính huyện Mộc Châu. Ngoài những thanh niên lên đường nhập ngũ trong sắc xanh áo lính, còn có gia đình, bạn bè, người thân và chính quyền địa phương đến chia tay, tiếp thêm động lực giúp các chiến sĩ trẻ quyết tâm phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa là sau cái rèn luyện của nghĩa vụ thì tôi sẽ hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ của mình được giao để bảo vệ quê hương Tổ quốc. Năm nay, huyện Mộc Châu có 165 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 127 thực hiện nghĩa vụ quân sự và 38 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên lên đường nhập ngũ được bàn giao cho Sư đoàn 316 thuộc Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Sơn La. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo của huyện Mộc Châu đã thắp sáng ngọn đuốc lên đài lửa truyền thống và đánh hồi trống giao nhận quân, thôi thúc ý chí cuột cường, nhiệt huyết của thế hệ thanh niên hôm nay trong ngày hội tòng quân, thể hiện niềm tin đối với các tân binh, những người con ưu tú của quê hương trước giờ lên đường để bảo vệ Tổ quốc. Nét nổi bật trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 ở huyện Mộc Châu đã được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Công dân nhập ngũ đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Hàng trăm thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường, nhiều tân binh là đảng viên. Buổi lễ giao nhận quân ngày hôm nay rất phấn khởi, luôn được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân quan tâm. Chúng tôi đánh giá chất lượng giao nhận quân bảo đảm theo đúng quy định là chất lượng theo yêu cầu đề ra của các cấp. Trong khí thế của buổi lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 2, lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La đã trao hoa và những món quà đầy nghĩa tình, động viên các chiến sĩ mới cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.